Buổi sáng hôm nay, thay mặt cho Hội Thánh Lời Chúa, xin cảm ơn quý vị đã đến và chúng ta thờ phụng Chúa và chúng ta mừng Chúa Giêsu đã phục sinh. On behalf of the church, I would like to welcome everyone. Thank you for coming for this Easter service today. Xin mời Hội Thánh chúng ta ổn định chỗ ngồi và chúng ta sẽ cùng đứng dậy. Let's go ahead and find our seats and take everybody please stand, rise. Chúng ta được nghe lời Chúa trong Kinh Thánh Mác đoạn 1 đoạn 16 từ câu 1 đến câu số 8. We'll hear God's word in Mark 16 verses 1 through 8. Lời Đức Trời được chép: Ngày Sa-bát qua rồi, Mary Magdalene, Mary mẹ Gia-cơ cùng Salome mua thuốc thơm đặng sức xác Đức Chúa Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ nói cùng nhau rằng: Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta? Khi ngó xem, thấy hòn đá đã lăn ra rồi và hòn đá lớn lắm. Đoạn họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu, mặc áo dài trắng, thì thất kinh. Xong người nói cùng họ rằng: Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu Nazareth là đấng đã chịu đóng đinh. Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây. Hãy xem nơi đã táng xác Ngài. Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-rơ rằng: Ngài đi đến Ga-li-lê trước các ngươi. Các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy. Các bà ấy ra khỏi mộ, trốn đi vì run sợ, sửng sốt, chẳng dám nói cùng ai hết, bởi kinh khiếp lắm. Mark chapter 16 verses 1 through 8. When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus' body. Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb. And they asked each other, "Who will roll away the stone from the entrance of the tomb?" But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed. "Don't be alarmed," he said. "You are looking for Jesus, the Nazarene, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. But go, tell his disciples and Peter. He is going ahead of you into Galilee. There you will see him, just as he told you." Trembling and bewildered, the woman went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone because they were afraid. Chúng ta cùng cầu nguyện. Let us pray. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng chúng con. Almighty God, chúng con ngợi khen Đức Chúa Trời. We praise you, Lord. Vì Ngài đã ban Đức Chúa Giêsu cho chúng con. For you have provided your Son Jesus. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển đó. Thank you for your amazing grace. Và Ngài đã cho chúng con hiệp lại với nhau. That you may unite us all together. Trong dòng huyết của Đức Chúa Giêsu. Through the blood of Jesus. Chúng con là anh em với nhau. That we may be brothers and sisters in Christ. Và Chúa ơi, buổi sáng ngày hôm nay. And so this morning, chúng con đến và chúng con kêu cầu với Chúa. We come before you, Lord, and we call upon you. Và chúng con ăn năn tội chúng con với Ngài. That we may repent from our sins. Trên đời sống chúng con có điều nào gian ác? If any wrongdoing, có điều nào bất khiết trước mặt Đức Chúa Trời? If anything's wrong before you, Lord, xin Chúa Ngài tha thứ chúng con. That you would forgive us. Xin huyết của Chúa Giêsu Ngài tẩy rửa chúng con. That your blood will wash us clean. Giống như Đức Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá và Ngài đã phục sinh, thì đời sống của chúng con, tội lỗi chúng con cũng chết và chúng con được sống lại với Ngài. Just as you died on the cross for us and resurrected, we likewise will have our sins washed away and be made new. Chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài thương xót đến hội thánh chúng con. Lord, would you please be upon our church. Ngài ban ơn cho quý ông bà anh chị em chúng con đang hiện diện trước mặt Chúa. That for all of those here today. Những người đang thờ phụng Chúa trên online. And those worshiping online. Chúng Ngài ban phước hết thảy chúng con. That we may be all receiving your blessing. Ngài ban ơn cho người đàn người hát cũng được ơn trước mặt Chúa. For every musician and singer. Ngài ban cho người giảng người nghe cũng được ơn trước mặt Ngài. For your preacher, your messenger of God, and those listening. Những người chưa tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của mình. And for all those that have not yet know who you are. Xin Ngài dò chạm họ. That you would touch us all. Để hôm nay họ mở tấm lòng mình ra. That they would open their hearts.
tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của mình. And receive you as their Lord and Savior. Xin Chúa ban ơn chúng con. Lord, would you bless us? Và gìn giữ chúng con trong buổi thờ phượng ngày hôm nay. Protect us in your mighty hand. Xin Thánh Linh ngài bao quản chúng con. Your Holy Spirit wrap us in your hand. Và Chúa ơi, xin ngài cho chúng con giờ chạm ngài. And that we may be able to feel your presence. Xin Chúa ngài chạm lên tấm lòng mỗi chúng con. And that your presence may touch our hearts. Chúng con hiệp nhau trong sự cầu nguyện. We all pray this in a united spirit. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Ta sẽ dành thời giờ để ngợi khen Chúa. Cũng cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị, nhất là những quan khách đã nhận lời mời dự lễ với chúng tôi buổi sáng hôm nay. Xin ta cùng lắng nghe lời Chúa ở Philip đoạn 2 từ câu 8 đến câu 11. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất hãy đều quỳ xuống và mọi lưỡi hãy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Philippians chapter 2 verse 8 to 11. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the time of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Chúa đã sống lại Ngài thật là vinh hiển, thật là vinh quang. Chúng ta ngợi khen danh thánh của Chúa. Jesus is victoriously resurrected, and we sing His majesty. Ôi sáng ơi! Thank you.
phục sinh trong muôn vinh quang, xiềng ma, ác, Satan giữ đâu được Ngài. Chúa Giêsu đã sống lại. Amen. Hallelujah. Thì tôi nói Chúa Giêsu đã sống lại. Quý vị có thể nói Amen. Hallelujah. Chúa Giêsu đã sống lại. Amen. Chúa Giêsu đã sống lại. Amen. Cảm ơn Chúa. Có sự sống phục sinh ở trong Chúa. Our Lord Jesus has risen, so we have a new life in the Lord Jesus. Amen. Morning, everyone. If you allow me to briefly tell you a little snippet from the Bible. This is from Mark chapter 16. The chapter that our senior pastor just read earlier. This is in verse 1 and verse 2. Now when the Sabbath was passed, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices that they might come and anoint him. Very early in the morning, on the first day of the week, they came to the tomb when the sun had risen, and all God's people said. So, in this context, what the spices that were known and traditionally thought to anoint someone whom you love was frankincense and myrrh. And these were the same spices that the three wise men gave as a gift to the baby Jesus. And then verse 2 goes, very early in the morning on the first day of the week. Very early in the morning, time, money, resources, time. Thank you for being here. You've dedicated your time to come and show up in church, celebrate our risen Lord. Now we get to pray over the offering, give whatever that the Lord has given our hearts to decide, whether it be tithing. If you can't tithe, whatever is laid in your heart, whatever you can afford, the Lord will accept that as well. Please give humbly and gratefully. Thank you, Father God, for giving us the privilege to tithe. Jesus, for it's not in the heart to give it all. Thank you so much that you conquered death and our sin so that we can be with you. Thank you so much for your dedication, your love to God, the Father, to God. Please accept our meager offering. Would you, Lord God, cleanse us continually from all our sins? Thank you. We love you, Lord. In Jesus' name. Amen. Ngài đến để đem ân điển cứu con. Chúa đã đến thế gian tìm con. Nơi thập tự, Chúa đã chết thay cho con. Và nay, Thánh Chúa đã phục sanh. Thật, danh Chúa đang được tôn cao. Lord, I lift your name on high. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth
to show the way from the earth to the cross. You paid my debt from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Các em thiếu nhi sẽ học ca bài tôn cao danh Chúa. Lord, I lift your name on high. Để mừng Chúa phục sinh. Every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. Let us be grateful for his everlasting grace and live our lives in appreciation of his unconditional love.
Father, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, under the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still and striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I'll stand. Trong Ngài, tôi biết Chúa đi cùng trên đường tôi đi. Dẫu cho khổ nạn, tôi vẫn luôn bình an. Dẫu khi tôi đi trong chỗ bóng chết, tôi cũng chẳng sợ hãi gì, vì Chúa ở cùng tôi. Tâm hồn tôi an bình vì luôn luôn có Ngài. Hiện Ngài đang sống trong tôi, trong tâm hồn những kẻ tin theo Ngài. Thánh ca vì Giêsu sống sẽ được quan gia đình trẻ trình bày. Thank you.
sống lại rồi. Vui vì mộ tối trống không rồi. Vui khi Ngài lên bên hữu xa trên trời. Vui khi Chúa Giêsu phục sinh. Mời bạn cùng tôi đi tới chiêm ngưỡng Chúa muôn đời. Nhờ Ngài màn đêm tan tóc biến đến mừng vui. Vui vua ta thắng Satan rồi. Vui Ngài sống đến muôn đời. Vui khi Chúa Giêsu phục sinh. Chúng ta hãy cùng chung vui với ban hợp ca của Hội Thánh vì Chúa đã chiến thắng tử thần. Oh,
mời chúng ta nghe Kinh Thánh Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 từ câu 1 đến câu 9. Tôi xin đọc. Để chắc chắn về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy cũng đứng vào tiền vàng. Cũng là đạo ấy. Và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi. Miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không thì anh em dẫu có tin cũng vô ích. Và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh. Ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta. Theo lời Kinh Thánh, Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Và Ngài đã hiện ra cho Cê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Sau đó, cũng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại, sau đó, sau những ngày ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như cho một thai sanh non vậy, vì tôi rất là hẹn mọn trong các sứ đồ. Không đáng coi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Xin cảm ơn quý vị, mời quý vị. Dạ, cầu nguyện một lần nữa. Cảm ơn Chúa, vâng lời khen Ngài cho chúng con buổi sáng hôm nay đến và chúng con mừng Chúa Giêsu phục sinh. Gọi khen Chúa. Xin Thánh Linh ở cùng chúng con, ban ơn chúng con buổi sáng hôm nay được ơn và chúng con được nghe lời Đức Trời dạy dỗ chúng con. Gọi khen Ngài, chúng con cùng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, xin hội thánh cùng an toàn. Chúa Giêsu đã phục sinh. Chúa Giêsu đã phục sinh. Amen, quý vị. Như vậy thì câu hỏi đặt ra, thực sự Chúa Giêsu phục sinh không? Bây giờ một quý vị ông bà anh chị em, bây giờ chúng ta nghe nói là Chúa Giêsu được phục sinh, như vậy thì sao? Chúa Giêsu có chết không? Như vậy thì á, có chết thì mới có sống lại, không quý vị? Vâng ạ. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta biết được chứng cớ Chúa Giêsu sống lại? Làm thế nào để chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại? Đây là cái câu hỏi mà cho tôi cũng như quý vị ông bà anh chị em chúng ta cùng hiểu và cùng tìm hiểu nhau. Như vậy thì ở trong Kinh Thánh chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã chết và Chúa Giêsu đã phục sinh. Như vậy thì ở trong bốn sách phúc âm, thứ nhất là phúc âm gì đầu tiên quý vị nhỉ? Matthew, phúc âm Mark, phúc âm Luca và phúc âm Giăng đã nói điều đó. Như vậy thì quý vị ông bà anh chị em, chúng ta cùng hiểu một chút đó là gì. Ở trong Cô-rinh-tô đoạn 15 câu số 20 nói thế này: nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại. Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Như vậy Chúa Giêsu là trái đầu mùa, nghĩa là người đầu tiên chết và sống lại. Như vậy thì Chúa Giêsu là anh cả của chúng ta là sao ạ? Là em út. Như vậy thì chúng ta tin Chúa Giêsu sao ạ? Chúng ta có sống không ạ? Chúng ta được sống. Như vậy khi chúng ta tin Chúa Giêsu thì sao? Chúng ta cũng được được cứu và chúng ta sống lại. Như vậy thì quý vị ông bà anh chị em, bằng chứng thế nào để biết được Chúa Giêsu đã chết? Như vậy thì quý vị ông bà anh chị em, nếu như quý vị ông bà anh chị em không hiểu cái rõ cái điều là Đức Chúa Giêsu chết thật hay chết giả, thì đây nó là một cái mê tín. Còn nếu quý vị ông bà anh chị em tin một điều rằng là Chúa Giêsu đã chết và tôi đã có bằng chứng Chúa Giêsu sống lại, thì lúc đó thì chúng ta không phải là mê tín. Như vậy thì trong Kinh Thánh Matthew đoạn 19 đoạn 27 câu 57 cho đến câu 61 nói rõ, tức là đến chiều tối có một người giàu tên là Arimathe, tên là Joseph, chính là một môn đồ của Đức Chúa Giêsu, đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giêsu. Như vậy thì chúng ta nhìn một cái câu, đặt một câu hỏi: Chúa Giêsu chết, như vậy thì
ông Joseph và ông mới đến Philat. Quý vị ông bà anh chị em biết rằng Roma lúc đó là một đế quốc vừng hùng mạnh phải không ạ? Như vậy thì khi mà họ xử tử ai thì họ phải làm gì ạ? Quý vị ông bà anh chị em, bây giờ chúng ta đi khai tử cho một người quý vị ở trong gia đình quý vị phải đến đâu để lấy giấy khai tử ạ? Phải không ạ? Chúng ta phải đến bệnh viện, thứ nhất là họ gì ạ? Họ đưa chúng ta một cái giấy chứng nhận phải không? Sau đó chúng ta phải đăng ký phải không? Như vậy thì Roma cũng vậy. Khi một người đã chết và gì? Khi mà họ đã viết cái giấy chứng tử ra thì bắt đầu chết, người đó bị mang sạc vậy. Như vậy thì khi mà Joseph đến xin xác cho Chúa Giêsu và Chúa gì? Ông Joseph này có hỏi ai ạ? Hỏi Philát để xin về. Chúng ta biết rằng phải có đơn, phải có giấy mới được xin về. Chúng ta giống như cái gì? Ồ, cho tôi xin con gì mớ rau mớ. Không phải đâu. Phải gì? Có giấy xin phép đọc. Như vậy thì đấy là gì? Một đế quốc La Mã, khi mà họ xử tử một ai đó thì họ phải chịu trách nhiệm về cái chết người đó và họ phải có bằng chứng là người đó chết. Như vậy thì đây là một bằng chứng rằng Chúa Giêsu đã chết. Rồi cái bằng chúng ta biết rằng ở trong thì ngày mùng 2 tháng 5 năm 2011 chuyện gì xảy ra ở khắp thế giới đất nước Mỹ này? Ngày mùng gì? Mùng 2 tháng 5 năm 2011. Quý vị ông bà anh chị em đều biết đó, quý vị không nhớ ngày thôi. Đó là ngày Osama bin Laden bị sao ạ? Bị bắn chết. Khi mà ông bị bắn chết thì quý vị ông bà anh chị em thì họ phải gì ạ? Là một đế quốc Mỹ mà, là một đất nước hùng mạnh thì phải sao ạ? Thứ nhất là họ bà ấy gì ạ? Có bác sĩ kiểm tra xem nào người này đã gì ạ? Đã chết hay chưa? Sau đó kiểm tra xong thì bắt đầu thì sao? Họ mới gì ạ? Mới cho vào quan tài, sau đó vậy họ gì? Thủy táng. Quý vị ông bà anh chị em thủy táng nghe bao giờ chưa? Nghĩa là bỏ xuống gì? Sóng biển và Ả Rập. Như vậy thì đấy là một cái gì? Một cái hình thức là gì? Tôi thông báo cho mọi người rằng á, tên khủng bố của thế giới đã gì ạ? Đã chết. Đấy là một cách mà thông báo. Như vậy thì một đất nước hùng mạnh ở trên thế giới, họ không ngại gì, Roma cũng vậy thôi. Giêsu là ai? Họ đi lấy một cái giấy chứng tử cho Chúa Giêsu là đây, hãy mang sách về. Như vậy ở trong Kinh Thánh chúng ta nhìn ở trong Thánh Mát nói rõ về điều này. Trong sách Mát đoạn 15 câu 42-45 nói thế này. Bây giờ là ngày sắm sửa, nghĩa là hôm trước ngày Sa-bát, khi đã chiều tối, có một người tên là Joseph ở thành Arimathe là nghị viên tòa công luận có danh vọng, cũng trông đợi nước Đức Chúa Trời, người bạo gan đến Philát mà xin Đức Chúa Giêsu. Nghĩa là đến Philát mà xin gì ạ? Cho tôi cái gì ạ? Cái xác này. Như vậy thì Philát lấy làm lạ, câu 44 nói rằng Philát lấy làm lạ về ngài đã chết mau như vậy, bèn đòi thầy đội đến mà hỏi ngài đã chết lâu chưa. Như vậy quý vị trong này nhé, ngài đã chết mau như vậy, bèn đòi thầy đội đến mà hỏi thử ngài đã chết lâu chưa. Như vậy thì có cái bằng chứng đó là gì? Chúa Giêsu phải chết, nghĩa là gì? Trong này phải đợi thầy đội phải nói ai gì? Phải nói bác sĩ để kiểm tra rằng gì? Chúa Giêsu đã chết bao nhiêu? Ông thầy đội ông biết chết lâu không ạ? Không, phải có gì ạ? Phải có bác sĩ đến để kiểm tra xem là Giêsu đã chết. Như vậy thì Chúa Giêsu đã chết, đây là cái bằng chứng thứ hai. Với cái bằng chứng thứ ba chúng ta nhìn trong sách Luca cũng đoạn 23 câu 50 đến 53, tôi chỉ đọc 52 thôi. Người bèn Joseph đó, tức là người bèn đi đến Philát mà xin Đức Chúa Giêsu, nghĩa là ông xin xác Đức Chúa Giêsu. Như vậy thì bốn sách phúc âm đều viết rõ như vậy. Và trong sách Giăng, Tin Lành Giăng đoạn 19, câu số 38 nói rõ một lần nữa. Sau đó, Joseph người Arimathe làm môn đồ của Đức Chúa Giêsu một cách kín dấu, vì sợ dân Giu-đa, xin phép Philát cho lấy xác Đức Chúa Giêsu. Thì Philát cho phép. Vậy người đến và lấy xác ra. Như vậy thì quý vị ông bà anh chị em, bốn sách phúc âm đã làm chứng chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã chết. Quý vị có amen không ạ? Amen. Như vậy thì bây giờ chúng ta bị như vậy thì làm thế nào để Chúa Giêsu sống lại? Cũng là câu hỏi. Quý vị ông bà anh chị em, tại vì trong cái thời điểm đó nó khó, chúng ta biết rằng có nhiều Giêsu lắm. Rồi
Chúng ta biết rằng trong các bộ phim kinh dị có bên gọi là Busan Ren, ông có biết xem bộ phim đó bao giờ chưa? Nghĩa là con tàu của Busan đến Busan chưa? Đó là gì? Cái thây ma. Nghĩa là họ nghĩ rằng con người chỉ sống lại phần linh thôi, còn gì thể xác thì không sống lại. Nhưng mà Chúa Giêsu thì sống sao quý vị ông bà anh chị em? Chúa Giêsu sống cả phần gì ạ? Phần xác đến gì ạ? Phần linh hồn. Như vậy thì quý vị ông bà anh chị em, Chúa Giêsu đã chết như thế nào? Như vậy thì Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá hay là Chúa Giêsu bị gì? Chết ở nơi nào đó quý vị? Chúa Giêsu chết ở đâu ạ? Trên thập tự giá. Đó là một cái bằng chứng, đó thì công khai cho mọi người biết rằng gì? Giêsu đã public, vâng, nghĩa là công khai cho cộng đồng biết rằng ấy, Chúa Giêsu đã chết. Rồi trong sách Tin Lành Giăng đoạn 19, chúng ta câu 24 được không? Nếu mà 20 đã, dạ, 34. Khi Chúa Giêsu ở trên thập tự giá thì có một tên lính làm gì ạ? Cầm cái giáo và đâm vào gì? Hông. Và từ cái gì? Từ cái hông này mà nó sọc lên gì ạ? Đến tim. Lúc đó trong cái thánh đó là huyết và nước chảy ra. Như vậy thì huyết và nước chảy ra nghĩa là đồng thời chứng tỏ một điều rằng á, Chúa Giêsu đã chết. Như vậy thì đây là cái bằng chứng mà Chúa Giêsu đã chết. Như vậy thì Chúa Giêsu chết thật chưa quý vị? Thật ra chắc chắn không quý vị? Chắc chắn phải không? Như vậy thì Chúa Giêsu đã sống lại bằng cái thân thể vinh hiển. Như vậy chúng ta cảm ơn Chúa là Chúa Giêsu đã sống lại. Ở đâu nói Chúa Giêsu đã sống lại một thân thể vinh hiển? Nó đánh tan đi cái nghi ngờ của những tà giáo. Không, Giêsu giống như một thây ma. Nghĩa là chỉ linh hồn sống thôi, còn thể xác thì sao? Chết. Quý vị ông bà anh xem cái bộ phim kinh dị của Mỹ mà không? Mất hồn ma nhảy không? Bắt đầu sao? Nói gì nó làm vậy quý vị biết không? Thế nên ở trong Kinh Thánh á, trong cái thời đó là đã có cái gì? Thây ma, nghĩa là gì? Xác thì chết, nhưng mà hồn thì sống. Như vậy Chúa Giêsu đã sống ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 20 câu số 19. Buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, các những cửa nơi các môn đồ đều đương đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Đức Chúa Giêsu đến đứng giữa các môn đồ mà phán rằng: bình an cho các người. Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Như vậy thì quý vị và bạn, trong Chúa Giêsu đã sống lại một cái thân thể gọi là thân thể vinh hiển. Như vậy có một người hỏi chúng tôi thế này: mục sư ơi, bây giờ tôi năm nay 80 rồi, 90 rồi. Như vậy khi mà tôi về với Chúa mà tôi được sống lại, tôi không muốn cái khuôn mặt như thế này. Tôi muốn cái khuôn mặt mà gì? Còn thời, còn thanh niên đó, còn phong độ đó. Quý vị ông bà anh chị em, Chúa sẽ cho chúng ta cái thân thể gì? Sống lại vinh hiển. Đừng có lo nhăn nheo, đừng. Trên thiên đàng không dùng phấn đâu quý vị. Không có dùng lipstick, không làm son đâu. Nhưng mà Chúa sẽ cho chúng ta một cái thân thể gọi là thân thể vinh hiển. Như vậy thì tin mừng nghĩa là gì? Như vậy Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá và Chúa Giêsu đã sống lại, tại sao gọi là tin mừng? Mà tin mừng này gọi là tin mừng gì? Tin mừng cứu rỗi. Chúng ta cùng nhìn với nhau trong Cô-rinh-tô đoạn 15 từ câu 1 đến câu số 7. Đây là cái phần nói về tin mừng. Khi mà Phao-lô viết cho hội thánh Cô-rinh-tô vào năm 54 đến năm 55, nghĩa là khoảng 25 năm sau khi Đức Chúa Giêsu chết. Như vậy khi mà ông viết điều này á, thì chúng ta biết rằng trong hội thánh Cô-rinh-tô xảy ra một cái vấn đề. Đó là gì? Họ không tin Chúa Giêsu sống lại. Đã tin rồi, nhưng mà cuối cùng thì sao ạ? Không tin nữa. Quý vị ông bà anh chị em bây giờ, thực sự hội thánh Cô-rinh-tô bây giờ cũng là hình ảnh hội thánh Chúa ở tại trên thế giới ngày hôm nay. Tin rồi nhưng cuối cùng thì sao? Không tin nữa. Bởi vì lý do ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu số 12 rất nói rất rõ trên này. Đó là: và nếu giảng dạy rằng Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, thì sao anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại? Đây là cái câu hỏi gì ạ? Gọi là câu hỏi tu từ của chính Phao-lô
hỏi với là Hội Thánh Corinto: anh em, tôi đã đến với anh em, tôi đã truyền giao lời Đức Trời cho anh em, nhưng mà tại sao trong anh em lại còn có kẻ hỏi là gì? Làm gì có kẻ chết sống lại? Vậy chúng ta nhìn đoạn 15 câu số 1, Phaolô viết như này: hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em rằng tin lành mà tôi đã giao giảng cho anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy. Như vậy thì tin lành mà tôi đã giảng cho anh em, quý vị ông bà chị em bây giờ định nghĩa từ tin lành đi. Có nhiều người đi hội thánh, đi về Việt Nam, tôi hỏi bà ngoại của tôi. Bà ngoại tôi lúc đó là 80 tuổi rồi đó. Tôi hỏi bà ơi, bà amen là gì bà? Ồ thì cứ đồng ý như vậy đấy con. Bà đi 80 năm rồi thì bà nói vậy, bà đâu được nghe thì thích, cứ biết là vậy đấy con. Nhưng quý vị ông bà anh chị em bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi, như vậy thì tin lành nghĩa là gì? Ở trong tiếng tiếng Hy Lạp á thì nói thế này, đó là euangelion, euangelion nghĩa là phúc âm. Tại vì trong tiếng Anh họ, tại sao họ không viết từ từ good news, nhưng mà họ viết là gospel, đó là phúc âm, hay gọi là tin lành, hay gọi là tin mừng. Thế nên cái chủ đề của bài giảng hôm nay đó là tin gì ạ? Tin mừng. Nhưng mà tin mừng sao ạ? Cứu rỗi chứ không phải tin mừng gì ạ? Tin mừng đám cưới không? Tin mừng lệ, tin mừng cứu rỗi cho gì? Cho tôi cũng như quý vị ông bà anh chị em. Quý vị ông bà anh chị em, chúng ta nhìn cái tập tự chúng ta, cái tập cái gì ạ? In gì ạ? In gì? Ijesu Nazareus Rex Iudarium. Nghĩa là Giê-xu, người Nazareth, vua dân Giu-đa. Đây là ý nghĩa của các quý vị ông bà anh em từng xem phải không? Như vậy thì đây là viết tắt của bốn cái từ, đó là thứ nhất là Giê-xu, người gì ạ? Người Nazareth, vua của Giu-đa. Như vậy thì quý vị ông bà anh em, như vậy thì khi mà người Roma họ đưa cho Chúa Giê-xu một cái biệt hiệu thế này á, nghĩa là Chúa Giê-xu đã gì ạ? Đã chết trên cây thập giá. Như vậy thì tin lành cứu rỗi, tin mừng cứu rỗi cho quý vị ông bà anh chị em. Và Hội Thánh Corinto cũng vậy. Khi mà ông giao giảng tin lành đó là gì? Tin lành nghĩa là Đức Chúa Giê-xu chết. Và chết vì sao ạ? Vì tội lỗi của chúng ta. Như vậy thì Chúa Giê-xu có chết nhưng mà Chúa Giê-xu sống lại không ạ? Chúa Giê-xu chết và Chúa Giê-xu sống lại thì lúc đó mới gọi là, lúc đó mới gọi là tin lành. Thế nên tóm gọn lại thì tin lành nghĩa là gì? Chúa Giê-xu đã chết trên thập giá và Chúa Giê-xu đã gì ạ? Đã sống lại thì đó gọi là tin lành. Thế nên cái điều này hôm nay Hội Thánh lời Chúa phải ghi sâu. Phải biết rằng tin lành nghĩa là gì? Chúa Giê-xu đã chết và Chúa Giê-xu đã sống lại. Thế nên đó mới là phúc âm của chúng ta. Còn nếu mà Chúa Giê-xu đã chết và Chúa Giê-xu đã chết luôn thì sao ạ? Đó là tin dữ. Như vậy thì sao Chúa Giê-xu lại chết? Như vậy Chúa Giê-xu chết cho ai? Khi Thánh Corinto đoạn 15 câu số 2 nói tiếp. Tức là anh em đã được đứng vững trong đạo ấy. Nghĩa là trong tiếng tiếng Việt Nam mình dùng văn vẹn nó hay thôi. Nhưng mà trong tiếng thực tế đó là gì? Anh em đã đứng vững trong phúc âm. Anh em đã đứng vững trong phúc âm rồi. Và nhờ phúc âm đấy hay là nhờ đạo ấy thì sao ạ? Anh em được cứu rồi. Như vậy thì nhờ tin lành, nhờ Đức Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã sống lại và tha thứ tội lỗi. Tôi cũng như quý vị ông bà anh chị em thì chúng ta mới được giải, mới được cứu. Thế nên nếu như chúng ta đã được cứu rồi, Phaolô còn nói trong câu 2 phần B tiếp này: anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không thì anh em dẫu tin cũng đẹp. Nếu quý vị ông bà anh chị em, đời sống đức tin á, nếu mà quý vị ông bà anh chị em, một cái dòng sông á mà nó bị chặn thì nước, quý vị ông bà anh em, nước nó có chảy nữa không ạ? Không. Như vậy dòng sông nó phải gì ạ? Phải luôn luôn phải gì? Chảy thì bắt đầu thì sao? Cái sự sống nó vẫn còn chúng ta. Còn sao? Nếu mà chúng ta tắt lại sao? Nó sẽ không còn được. Bởi vậy cho nên một người tin Chúa mà chúng ta phải gì ạ? Có cái đức tin và chúng ta phải có hành động nữa. Thế nên trong gia cơ chúng ta nhớ không? Và xác chẳng có hồn thì xác chết. Đức tin không có gì ạ? Đức tin không có việc làm thì có gì ạ?
cũng chết như vậy. Như vậy thì trong hội thánh Chúa ở tại Corinto nó xảy ra vấn đề là gì? Bây giờ không tin. Bây giờ thì tôi đã truyền lời Đức Chúa Trời cho anh em rồi, tin lành cho anh em, nhưng cuối cùng anh em tin, nhưng mà anh em lại bắt đầu chứ ruồng bỏ, và anh em lại gì? Cuối cùng lại bất tin. Cuộc đời của Phaolô cũng rất là vất vả. Nếu quý vị ông bà anh chị em học trong kinh thánh Galati, hội thánh lời Chúa, mỗi buổi sáng chúng ta cầu nguyện và học, là khi mà ông đến trong hội thánh Chúa ở tại Galati thì họ yêu ông lắm, yêu mến đến nỗi là gì ạ? Ông có nói rằng nếu mà có thể được thì anh em móc cái gì ạ? Anh em móc mắt của mình mà trao cho tôi. Nhưng mà tại sao bây giờ anh em lại phản tôi? Thế nên á, nhìn một điều đó, khi một người mà có sự cứu rỗi, khi một người được phúc âm hóa thì người đó sẽ được ơn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi mà mất ơn thì sao quý vị? Quý ông bà anh chị em ơi, nguy hiểm lắm. Một người mà gì á, bây giờ cứ hỏi các chị em phụ nữ đi, hoặc là các ông đi, khi mà đã yêu nhau thì bắt đầu nhìn cái gì nó cũng gì ạ? Bây giờ nhìn cái gì nó cũng đinh màu hồng hết á. Nhưng mà khi đã ghét thì sao ạ? Nhìn nó nhai kìa, nhìn nó đi kìa, nhìn cái gì cứ mặc quần áo kìa, nhìn thấy ghét không chịu được ạ. Quý vị ông bà anh chị em cũng vậy. Khi mà chúng ta biết là chúng ta được ơn của Đức Chúa Trời thì sao ạ? Thì lúc đó chúng ta gì ạ? Làm cái gì chúng ta làm được? Đến nhà thờ dọn vệ sinh cũng dọn, cắt cỏ cũng cắt, rồi cắt cây cũng cắt, làm cái gì cũng làm hết. Nhưng mà khi mà mất ơn thì sao ạ? Gọi điện không thể bắt máy đâu. Thế nên đây là cái điều mà Hội Thánh Chúa ở tại Corinto đã bị. Và trong câu 3 ông nói tiếp là gì? Và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đức Chúa Giêsu đã chịu chết vì tội lỗi của chúng ta theo gì ạ? Theo Kinh Thánh. Như vậy thì trong Kinh Thánh nói rõ rằng Đức Chúa Giêsu chết để làm chi ạ? Cứu rỗi ai ạ? Cứu rỗi tội lỗi của tôi cũng như tội lỗi quý vị ông bà anh chị em. Như vậy bây giờ quý vị ông bà anh chị em đặt câu hỏi, tôi làm gì có tội? Tôi vẫn thì hàng ngày đi làm bình thường, cũng không vượt đèn đỏ. Stop 3 giây tôi chỉ đỗ hạnh 1 giây thôi rồi đi. Rồi tôi đâu có làm gì đâu, tôi có đâu giết người, tôi làm gì đâu tội. Nhưng quý vị ông bà anh chị em biết cái rằng đó, con người chúng ta có bản tính, con người chúng ta có hai cái tội. Thứ nhất là gì ạ? Dạ, nguyên tội. Thứ hai gì là gì ạ? Kỳ tội. Cái thứ nguyên tội là gì ạ? Tội từ ra ai ạ? Tội từ từ Adam em bà. Tội từ Adam nghĩa là gì? Tội bất kính, nghĩa là không gì ạ? Không vâng lời Chúa, bất kính đó. Rồi kiêu ngạo. Kiêu ngạo là gì? Muốn bằng ai ạ? Muốn bằng Đức Chúa Trời. Thế nên nó cuối cùng thì sao? Cái tội đó gọi là gì? Tội tổ, tội tông truyền, hay gọi là gì? Nguyên tội. Rồi cái tội thứ hai của chúng ta là cái tội gì ạ? Kỷ tội. Quý vị ông bà anh chị em có nhiều cách mà chúng ta phạm tội lắm. Chúng ta chỉ cần nói nghe mình là gia pha phải không? Hoặc là đồ gì ạ? Đồ điên thì sao ạ? Trong Kinh Thánh nói là gì ạ? Nếu mà anh em chỉ nói một người anh em mình là đồ điên thì sao ạ? Thì đã giết gì ạ? Thì đã giết người rồi. Thế bởi vậy cho nên quý vị ông bà anh chị em, chúng ta ai cũng phạm tội lắm. Đôi khi dùng internet miễn phí cũng phạm tội các vị. Người ta trả tiền chúng ta dùng internet, người ta wifi người ta cũng thì cũng phạm tội. Không đơn thuần đâu quý vị. Thế vậy cho nên đó là cái tội. Tội nghĩa là chúng ta có nhiều lắm. Như vậy thì chúng ta ai cũng bị sao ạ? Bị phán xét. Thế nên trong Roma đoạn 6 câu 23 nói rõ là gì? Vì tiền công của tội lỗi là gì ạ? Sự chết. Như vậy thì tôi phạm tội, quý vị ông bà sẽ phạm tội thì sao? Thế chúng ta phải đối diện với sự chết. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa là hôm nay Chúa Giêsu đã gì ạ? Chúa đã sống lại. Như vậy thì chúng ta có bị định tội nữa không ạ? Từ nay sẽ không còn sự định tội cho những người nào ở trong gì ạ? Ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy chúng ta đều được tha thứ tội lỗi. Vậy thì tiếp tục trong câu số 4 ông nói rằng Ngài đã bị chôn, bây giờ cái làm chứng vào Phaolô. Như vậy thì tôi đã dạy anh em Đức Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng ta theo như Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn đến ngày thứ mấy ạ? Ngày thứ 3 thì Ngài sao ạ? Ngài sống lại cũng theo gì ạ? Theo Kinh Thánh. Như vậy thì Kinh Thánh nói cho ngài Chúa Giêsu đã gì ạ? Đã chết. Và Chúa Giêsu 3 ngày sau Chúa Giêsu gì ạ? Sống lại. Và Chúa Giêsu là cứu Chúa đời sống chúng ta. Câu hôm thứ 6 chúng ta đã học rồi. Đó là Chúa Giêsu trong hôm thứ 5 đó. Và quý vị, hôm thứ 5 Chúa Giêsu đóng đinh lúc mấy giờ quý vị còn nhớ không? 9 giờ.
9 giờ sáng. Đến 12 giờ trưa thì bắt đầu cái gì ạ? Trời đất trở nên tối tăm. Rồi đến giờ thứ ba thì sao ạ? Chúa Giêsu nói gì ạ? Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Thì bắt đầu lúc ấy sao ạ? Xong hết. Lúc đó thì Chúa Giêsu là mọi sự đã rõ. Như vậy thì Chúa Giêsu đã chết. Như vậy ở trong Kinh Thánh đã nói rõ. Như vậy bốn sách phương nó nói rõ. Quý vị ông bà anh em, chúng ta sau này chúng ta nếu có cơ hội học thần học á, chúng ta biết rồi, nếu mà không có bốn sách âm á thì không có gì, không có thư tín, không có thư 13 thư tín của Phaolô. Bởi vì sao? Từ phúc âm đi thì bắt đầu đến Phaolô mới tin ai? Mới tin đến Chúa Giêsu. Sau khi tin Chúa Giêsu thì ông ở 3 năm ở Arabi, lúc đó thì ông mới gì ạ? Trải nghiệm Chúa Giêsu, bắt đầu thì ông mới gì ạ? Mới viết được cái bí sách. Và ông đấy gọi là gì? Trong 13 thư tín hay gọi là giải nghĩa Kinh Thánh, giải nghĩa ý nghĩa về thập tự chúa của giá của Chúa Giêsu từ cựu ước cho đến tân. Ở câu số 5 ông nói tiếp, Ngài đã hiện ra cho Cê-pha. Nhưng mà thực sự ở trong Kinh Thánh nhá, Chúa Giêsu hiện ra với ai trước quý vị? Quý vị ông bà anh chị, Chúa Giêsu hiện ra chứ ạ? Nhưng mà trong Kinh Thánh ở trong này nói là gì ạ? Ngài đã hiện ra cho Cê-pha. Quý vị ông bà anh chị biết rằng nếu mà một phụ nữ không được làm chứng nhân ở trong ngày xưa, bởi vì phụ nữ thực sự bây giờ quý vị ông bà anh chị chúng ta được ngồi cạnh với nhau này thôi, chứ chúng tôi ở ngày xưa ở Việt Nam năm 80 thôi á, ông bà thì sao, bà tôi thì các con các cậu đó các mợ thì phải ngồi ở dưới ạ, ăn cái gọi là ăn ngồi Việt Nam gọi là cái sàng, quý vị ông bà, cái sàng không là cái bằng cái sàng cái nia đấy không quý vị, thì bằng mây đó họ đan nó bắt đầu sao phải ngồi xuống gì ạ, cái bàn đó. Còn ông thì ngồi trên giường khoanh chân xuống như một cụ quan á. Đến cái thời chúng ta đến mấy chục năm về trước, 30 năm về trước, 40 năm về trước mà đã như vậy rồi quý vị ông bà anh chị em. Còn đến thời 2000 năm về trước thì sao ạ? Phụ nữ thì sao quý vị? Nên chúng ta phải cảm ơn Chúa, quý vị phụ nữ cảm ơn Chúa là tin lành đến chúng ta được bình đẳng với quý vị ông bà anh chị em. Còn nếu mà tin lành mà không đến, không được nhận xin cái lỗi quý vị ông bà anh chị em, tôi năm đứa con gái tôi khổ lắm. Vậy cho nên chúng vị ông bà anh chị em như vậy thì á, Đức Chúa Giêsu hiện ra cho Mary và Madeleine. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là hãy nói các môn đồ bắt đầu theo, răng bắt đầu chạy, bắt đầu phi đâu bắt đầu nhá, chạy theo. Họ bắt đầu thì răng phi đâu nhìn thấy bằng tên, sau đó thì Chúa Giêsu hiện ra Cê-pha hay gọi là Phi-rơ. Như vậy thì Chúa Giêsu đã hiện cho Phi-rơ, rồi sau đó thì Chúa Giêsu hiện cho bao nhiêu sứ đồ ạ? Trong Kinh Thánh nói 12 nhưng thực sự bao nhiêu ạ? 11 sứ đồ. Bởi vì theo thông lệ thì sao? Chúa Giêsu có bao nhiêu môn đồ ạ? Theo thông lệ là 12 môn đồ. Nhưng mà một người đã gì ạ? Đã chết rồi. Khi mà Chúa Giêsu gì ạ? Bị bắt thì sao? Ông gì? Ông tự tử luôn. Nhưng mà ở trong này nói là gì? Sau lại hiện ra cho 12 môn đồ. Như vậy thì quý vị ông bà anh chị em, sau này đó, trong công vụ sứ đồ đoạn số 2 đó, đó là khi mà họ cầu nguyện đã chọn lấy Matthew làm gì? Làm môn đồ đó. Như vậy thì trong cái sách này đó, đó để viết theo giống như bản văn đó gì ạ? Môn đồ chỉ có 12. Như vậy cho nên ở trong này thì tiếp tục, rồi đó trong câu 6, cùng trong một lần Ngài hiện ra cho hơn bao nhiêu ạ? Cho hơn 500 anh em xem thấy. Nên cái câu này ở Việt Nam bây giờ dùng nhiều lắm. Ở trong Việt Nam bây giờ dùng nhiều lắm. Bây giờ có một ông mục sư là bạn của tôi, ông đi về Việt Nam, hơn 500 anh em đợi tôi ở Việt Nam nhé. Thực sự á, cái câu này nó rất là cái thực sự đó, nó nguồn gốc nó là ở Kinh Thánh. Nhưng mà người trong các bộ phim của Trung Quốc đó, họ lấy là những 500 anh em hảo hán đến thì đến để ủng hộ, để giúp đỡ. Sau này năm 2015 nó xảy ra cái vụ án, đó là một đại ca ở trong tù mới đi ra. Sau đó thì đại ca mới gọi tất cả những gì ạ, những đệ tử của mình từ Mỹ, từ Canada, từ các nước ở trên thế giới đi về Hải Phòng. Thế nên quê của vợ tôi nổi tiếng lắm. Gọi về Hải Phòng đến bắt đầu về sau 500 người họp lại để chia địa bàn với nhau. Thế cùng thì sao? Bây giờ cái từ nói, cái nói lại thế. Ê, khi về Việt Nam, 500 anh em đợi nhé. 500 anh em đợi đón nhé.
Nhưng mà thực sự ở trong Kinh Thánh đã nói rõ. Thế nên các bộ phim của Trung Quốc họ hay lấy Kinh Thánh, hoặc là trong bộ phim có các gọi là Bao Thanh Thiên chẳng hạn, quý vị và anh em thực sự rất là lấy ở trong Kinh Thánh rồi để họ thì diễn những cái bài hoặc là những bộ phim. Thế nên chúng ta cẩn thận. Như vậy thì ở trong đây Chúa Giêsu hiện ra cho bao nhiêu người ạ? Hơn 500. Như vậy hơn 500 người thì sao ở trong này? Nó lại phần nhiều trong số ấy hiện nay còn gì ạ? Còn sống. Có một vài người đã gì ạ? Đang ngủ. Như vậy thì một trong đó nhiều người còn sống, như là trong đó có ai ạ? Phi-rơ cũng còn sống này, không? Phao-lô còn sống, Gia-cơ còn sống này, rồi các môn đồ Chúa Giêsu cũng biết còn sống. Như vậy thì con một ít người thì đã ngủ. Chúng ta có biết rằng trong Kinh Thánh có một ông tên là ông Gia-cơ, phải không? Con của CBD, chúng ta còn nhớ không ạ? Ông bị sao? Trong cái chương số 12 công vụ sứ đồ chương số 12 đó, phải không? Ông bị Herod Agrippa đệ nhị giết, phải không? Đệ nhất giết, phải không? Chúng ta nhớ không? Như vậy cho nên đấy là cái gì? Cái làm chứng rõ ràng để tin lành mà tôi chuyển anh em. Và rõ ràng là Chúa Giêsu đã chết, 3 ngày sau Chúa Giêsu đã sống lại. Và Chúa Giêsu đã hiện ra cho các môn đồ, cho Cê-pha, rồi cho thì 500 người. Rồi sao nữa? Đoạn ngài cũng hiện ra cho chính ai ạ? Gia-cơ. Gia-cơ đây là em ruột của Đức Chúa Giêsu. Như vậy thì và các sứ đồ khác nữa. Như vậy ông bà anh chị em, như vậy Chúa Giêsu đây là bằng chứng của Chúa Giêsu đã gì ạ? Đã sống lại. Rồi vừa rồi chúng ta đã gì ạ? Bằng chứng của Chúa Giêsu đã gì ạ? Đã chết. Bây giờ là bằng chứng của Chúa Giêsu đã gì ạ? Đã sống lại. Như vậy thì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu sống lại. Như vậy Chúa Giêsu làm gì chúng ta biết rồi. Chúng ta vừa hát cái bài hát này gì ạ? Thờ phượng Chúa Giêsu đấng sống đầy, phải không ạ? Như vậy đấy, nếu có ai hỏi Chúa Giêsu sống đâu nào thì sao ạ? Thì Chúa Giêsu sống ở đâu ạ? Sống trong lòng này. Thì bây giờ quý vị ông bà anh chị em phải biết là Chúa Giêsu chết, phải không? Chúa Giêsu đã sống rồi. Như vậy bây giờ Chúa Giêsu đang sống ở trong gì? Trong mỗi đời sống chúng ta. Như vậy thì đời sống của Phao-lô là một bằng chứng. Ông đã gặp Chúa ở tại đường trên đường Đa Mạch. Khi ông thì đi bắt bớ hội thánh của Chúa. Khi ông cầm dao cầm kiếm để giết bao nhiêu con cái của Chúa. Thì bây giờ Chúa Giêsu hiện ra mới là Phao-lô. Hồi Phao-lô, lúc đó ông là Sao-lơ. Hồi Sao-lơ, hồi Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ai ạ? Hội thánh phải bắt bớ ta. Ta, sao ngươi bắt bớ ta? Như là chính Phao-lô lúc đó thì ạ, mới hỏi Chúa Giêsu rằng Chúa là ai? Thì Chúa Giêsu nói rằng ta là Giêsu mà ngươi. Lúc đó thì sao? Ánh sáng từ trên gì ạ? Trên trời chiếu xuống mặt ông và bắt đầu sao? Ông bị mù. Và lúc đó thì trong chín tập chín câu số 15 chúng ta nhớ không? Hãy đi sức dầu cho người này. Ta đã chọn người này làm đồ dùng của ta để đem gì ạ? Đem tin lành của ta cho ai ạ? Cho người ngoài. Cho ai nữa? Cho vua Chúa và cho dân Israel. Thế nên từ đó Phao-lô trở nên một cái chứng nhân cho Chúa. Ông là người bắt bớ hội thánh. Ông là một người giết con cái Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu đã gì? Đã cứu ông. Và ông đã trở nên một cơ đốc nhân thực sự, chứ không phải cơ đốc nhân mang danh. Chúng ta cũng biết rằng ở Việt Nam một ông mục sư cũng rất là famous bây giờ, rất là nổi tiếng bây giờ, đó là ông mục sư cai nghiện ma túy, chúng ta còn nhớ không? Ông Năm cũng trùng đấy. Ông tin Chúa thực sự thì bắt đầu mới gì ạ? Mới được thay đổi. Bây giờ hỏi rằng, bây giờ đất nước Việt Nam hỏi rằng ông đấy có được cứu không? Hãy nhìn cái gì ạ? Hãy nhìn cái kết quả đó là gì? Nhiều người cai nghiện ma túy cũng được gì ạ? Được sự cứu rỗi thông qua chính bài làm chứng đó. Như vậy thì quý vị ông bà anh chị em, chúng ta biết rằng chúng ta có bằng chứng của Giê-xu sống trên đời sống chúng ta, đó là gì? Chúng ta phải bày tỏ tin lành. Chúng ta phải sống đạo. Chúng ta phải yêu thương kẻ lân cận. Chúng ta phải. Thì đó mới là bằng chứng. Giống như Phao-lô vậy thôi. Ngày xưa là một con người tội nhân, là một con người giết bắt bớ hội thánh. Nhưng mà khi mà tin Chúa Giê-xu thì sao? Ông đã quay ngược lại gì ạ? Hoàn toàn không có đi con đường tội lỗi. Như vậy thì trong từ câu 8 cho đến câu số 11, đây là bằng chứng. Và Phao-lô nói rằng khi đó ông làm giống như một cái thai non thôi. Ông rất là nhỏ,
và ông nói là ông không được gọi là sứ đồ tại vì ông quá hèn mọn. Hèn mọn là bởi vì ông là một người bắt bớ hội thánh, ông là người giết đạo của Chúa. Nhưng mà Chúa đã kêu gọi ông. Và ông còn nói rằng tôi đã hầu việc Chúa và gì ạ? Gấp bội mọi người đấy. Và trong câu số 10 nói rằng tôi nay là người thể nào, đó là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Quý vị ông bà anh chị em, chúng ta được nhận sự cứu rỗi đó là chúng ta nhờ ân điển của Chúa. Tôi như quý vị ông bà anh chị em, chúng ta không làm được cái gì ông bà anh chị em. Dù chúng ta có tiền có thể mua cái thứ được, nhưng mà chúng ta không mua được sự cứu rỗi. Cứu rỗi đó là bởi ân điển. Và ân điển đó chính là cái gì ạ? Món gì ạ? Món quà của ai ban cho quý vị? Món quà mà Đức Chúa Trời ban chúng ta. Bởi vì cho nên Phao-lô nói rằng tôi không được nghĩa là ơn của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi thì tôi không muốn làm uổng công. Như vậy thì quý vị ông bà chị em, Chúa đã cứu rỗi đời sống của chúng ta. Quý vị có muốn cái sự cứu rỗi của Chúa làm uổng công không quý vị? Đời sống của Phao-lô, ông nói rằng tôi không muốn làm cái ân điển của Đức Trời ra uổng công. Như vậy thì trái lại tôi lại làm nhiều việc hơn các người khác. Nhưng nào phải tôi, nhưng bèn là Đức Chúa Trời đã ban cho tôi. Như vậy ông làm rất là nhiều. Quý vị ông bà anh chị em, ở trong hội thánh chúng ta có nhiều người đến làm hầu vì Chúa cách thầm lặng, làm nhiều lắm quý vị ông bà anh chị em. Nhưng mà với Chúa tôi đã nói quý vị ông bà anh chị em, đừng nhìn cái hành động người ta mà khen họ, nhưng mà sao hãy nhìn cái gì ạ? Cái đấng ở trong điện, cái đấng ở trong người đó. Có nhiều người ngày thứ hai thứ ba rảnh đến hội thánh lo các việc hội thánh rồi xây dựng hoặc là làm cái gì hết. Bởi vì quý vị ông bà anh chị em, một người nếu mà làm ác các quý vị đừng bao giờ phán xét họ, nhưng mà hãy xem để cái gì ạ? Cái kẻ đằng sau là cái gì? Nhưng mà một người đang làm lành, làm những công việc khác á, cô thì có một chút anh em tôi nhắn tin cho ban chấp hành nhé, đó là đức tin sinh bởi việc làm. Quý vị ông bà anh chị em, nó sinh cái việc làm. Thế nên Phao-lô đã bắt bớ hội thánh Chúa và lúc đó ông rất là kiêu ngạo. Ông lộng ngôn, ông làm đủ các thứ, nhưng mà Chúa đã cứu rỗi đời sống của ông. Và hôm nay quý vị ông bà anh chị em, tóm gọn hai từ: tin mừng cứu rỗi. Như vậy quý vị ông bà anh chị em đã nhận được tin mừng cứu rỗi chưa? Hội thánh chúng ta hình như chưa thì phải. Rồi, quý vị ông bà anh chị em đã nhận được tin lành cứu rỗi chưa? Amen. Như vậy thì quý vị ông bà anh chị em, và những quý vị nào chưa được nhận tin lành cứu rỗi, quý vị nào chưa có nói rằng Chúa ơi, xin cứu rỗi đời sống của con là tội nhân, thực sự con lừa thầy phản bạn, con làm đủ mọi sự, con ăn cắp ăn trộm, con làm đủ các thứ, con giết người. Quý vị ông bà anh chị em, Phao-lô giết người rất là nhiều, nhưng mà sao ông trở nên thánh tội. Như vậy thì dầu tội của ngươi cái gì ạ, đỏ như hồng điều, có được làm trắng cái gì ạ? Dầu tội của ngươi đỏ như son, được làm trắng như đồng chiên. Như vậy quý vị ông bà anh chị em, xin Chúa hãy cứu rỗi đời sống chúng ta. Nếu quý vị ông bà anh chị em nào buổi sáng ngày hôm nay chưa tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của mình, tôi xin Chúa ban phước và cứu rỗi quý vị. Trong cái thánh Giăng đoạn 3 câu 16 nói rằng quả thật có gì? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho ai tin con ấy không bị mất hư mất mà được sự sống đời đời. Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời. Nếu mà quý vị ông bà anh chị em tin thì Chúa sẽ cho. Và Giăng đoạn 5 câu 24 cũng nói rõ, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét xong vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Nhưng mà có một lời cảnh cáo, Giăng đoạn 3 câu 36, quý vị nhớ không? Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không tin con thì chẳng được sự sống đâu. Nhưng cái gì ạ? Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Trời vẫn ở trên người đó. Nên một chút nữa, quý vị ông bà anh chị em, nếu có cơ hội, quý vị ông bà anh chị em mạnh dạn lên, giơ tay lên, tôi muốn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của mình. Quý vị ông bà anh chị em quyết định đời sống của mình chết hay sống á, do quý vị quyết định thì chẳng ai quyết định cho quý vị. Thế nên buổi sáng ngày hôm nay, nếu quý vị ông bà anh chị em là Chúa cảm động quý vị, hãy mạnh dạn giơ tay và hội thánh sẽ cầu nguyện cho quý vị. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với Chúa trong bài hát tôn vinh Chúa. Con nhớ những ngày tháng lạc bước xa nhà cha, sống trong sầu đau, không thấy đường về.
Tạ ơn Chúa, Ngài đã đến với tình thương thứ tha. Chúa đã vì con chết trên đồi xưa, Chúa không lời than, đớn đau Ngài mang. Ngợi khen danh Chúa Giêsu, đời con xin hiến dâng Cha. Từ trái tim con hát ca ngợi khen, và con sẽ nói ra tình yêu cao cả của Ngài cho mọi người. Xin chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Từ trái tim do Thanh Liên dâng lên Chúa cho Ngài phục sinh. Xin quý vị có thể giơ tay lên không ạ? Dạ vâng. Xin chào, cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
Rồi ai là những người mà chưa cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của mình, quý vị có thể mạnh dạn giơ tay được không? Chưa bao giờ cầu nguyện. Ồ, dạ vâng. Cô Mỹ Hương, cô Nương phải không ạ? Dạ cảm ơn Chúa. Như vậy thì quý vị ông bà anh chị em, bây giờ tôi lập một lần nữa. Quý vị ông bà anh chị em có ai muốn tiếp nhận Chúa Giêsu, muốn cầu nguyện không? Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã gì ạ? Đã chết rồi phải không? Chúa Giêsu đã gì ạ? Đã sống lại rồi. Như vậy thì Chúa sống lại để ban chúng ta sự cứu rỗi. Như vậy thì chúng ta sẽ không có gì ạ? Không có sợ đoán xét nữa khi mà chúng ta tin Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của mình. Như vậy thì quý vị ông bà anh chị em nào hôm nay muốn cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của mình, quý vị có thể giơ tay ra và chúng ta có thể thì chúng tôi có thể cầu nguyện. Nào quý vị nào muốn cầu nguyện và Chúa cứu rỗi đời sống quý vị ông bà anh chị em. Ok, bây giờ chúng ta đến với Chúa, tôi sẽ cầu nguyện. Và nếu như quý vị ông bà anh chị em muốn cầu nguyện ngay bây giờ thì đây cũng là lời cầu nguyện quý vị, chúng ta đến với Chúa. Kính lạy Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Buổi sáng hôm nay chúng con đã biết rõ một điều rằng tin lành cứu rỗi đó là Chúa Giêsu đã chết và Chúa Giêsu đã phục sinh và Chúa đã cất tội lỗi chúng con. Và bây giờ chúng con chỉ cần tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của mình thì chúng con nhận sự cứu rỗi. Nếu như quý ông anh chị em chúng con buổi sáng ngày hôm nay hoặc là buổi đêm ngày hôm nay hoặc là bất cứ lúc nào, anh chị em chúng con cầu nguyện rằng Chúa ơi, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho con, xin nhận con làm con của Ngài, xin làm chủ trên đời sống của con. Thì Chúa ơi, xin Chúa Ngài rủ lòng thương xót và nghe lời cầu nguyện của quý ông bà anh chị em chúng con. Xin Chúa Ngài ban ơn cho quý ông bà anh chị em chúng con, được ơn trước mặt Chúa và xin Chúa Thánh Linh ở cùng hướng dẫn con gọi khen Chúa. Chúng con cùng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kinh Thánh trong sách Công vụ Các Sứ Đồ có ghi về sự thăng thiên của Chúa Giêsu như sau: sau khi phán những điều ấy xong, Ngài được cất lên trong lúc các môn đồ đang nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi khỏi mắt họ. Đang khi họ chăm chú nhìn lên trời, lúc Ngài ngự lên, kìa, có hai người nam mặc áo trắng đứng gần họ và nói: hỡi người Galilê, sao các ông cứ đứng nhìn lên trời như thế? Đức Chúa Giêsu này đã được cất lên trời khỏi các ông cũng sẽ trở lại như cách các ông đã thấy Ngài lên trời vậy. Rồi đây, những người tin theo Chúa Giêsu cũng được vào thiên quốc vinh quang, mặt đối mặt với Đấng trên thập tự xưa thống đi. Từ phần mộ, Ngài đã phục sinh, hiển uy, chiến thắng sự chết, cách vinh quang. Bài thánh ca kìa nhìn vua thăng thiên sẽ do ban nữ giới trình bày sau đây. Bye.
Chúa Giêsu đã phục sinh. Yeah. Bây giờ quý vị ông bà anh chị em quay sang người bên trái, quay sang người bên phải. Chúa Giêsu đã phục sinh, chúng ta nói đi. Anh ơi, chị ơi, Chúa Giêsu đã phục sinh, quý vị. Chúa Giêsu đã phục sinh. Dạ, Chúa Giêsu đã phục sinh. Dạ, buổi sáng hôm nay tôi được trân trọng. Nhất đó là cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị đã đến thờ phượng ở tại Hội Thánh Lời Chúa. Cũng hoan nghênh, thứ nhất đó là ông Lê Văn Hiếu và của chị Thúy Hằng lần trước đã đến Hội Thánh Lời Chúa và chúng tôi thiếu sót là không có kịp giới thiệu. Xin ông Hiếu và thể đứng dậy và Hội Thánh sẽ hoan nghênh ông đến với Hội Thánh Lời Chúa. Và cảm ơn ông rất là nhiều. Xin Chúa ban phước cho ông. Thứ hai đó là bà Trích Huệ, đó là mẹ của Lê Phúc Nguyên. Xin bà có thể đứng dậy. Dạ, cảm ơn Chúa. Mới từ Việt Nam qua. Rồi, thứ ba đó là tôi xin giới thiệu, trân trọng giới thiệu, đó là ông bà Huỳnh Tươi. Cũng đến với Hội Thánh chúng ta buổi sáng ngày hôm nay. Với là gia đình phải không? Các chị đứng lên đấy phải không? Dạ vâng. Cảm ơn Chúa. Rồi, tôi cũng giới thiệu đó là ông Nguyễn Minh Hạnh. Xin ông Hạnh thể đứng dậy cho ông Hạnh biết. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn ông Hạnh. Ông Hạnh là người đã ráp lắp máy lạnh cho Hội Thánh chúng ta đấy quý vị. Tôi có một cái điều mà buổi sáng tôi nhìn thấy đó là bên này á, tại vì không mượn người hình như là biết mấy máy lạnh mới lắp bên này phải không? Máy lạnh lắp bên này đó. Thế nên bây giờ hình như là bên này bị nghiêng. Thế vậy cho nên đó, Hội Thánh sẽ bên này sẽ lắp bên nữa, sao sẽ nghiêng bên này nữa phải không? Thế nên hy vọng rằng Hội Thánh Đời Chúa sẽ đầy bên này, cũng sẽ đầy bên này nữa. Quý vị amen không? Amen. Yeah, cảm ơn Chúa rất nhiều. Rồi còn quý vị nào mới nữa, xin mời chị Nương có thể đứng dậy được không ạ? Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Yeah. Rồi quý vị ông bà anh chị nào mới, xin mời anh Hoàng. Anh Hoàng có thể đứng dậy, Hội Thánh hoan nghênh. Anh Hoàng đến Hội Thánh chúng ta được 3 lần rồi. Và anh nói là tôi mới từ Cali chuyển qua cho nên không cần giới thiệu đâu một sư, nhưng mà cảm ơn Chúa anh đã tới đây. Rồi quý vị ông bà anh chị em còn ai mới nữa không ạ? Rồi xin mời chị Phụng có thể đứng dậy được không? Dạ. Yeah. Chị Phụng đã tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của mình tuần trước. Chúa giờ tuần trước Hội Thánh đã cầu nguyện. Chúng ta cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúng ta có một số thông báo. Chúng ta nhớ là tuần sau 10 giờ 30 phút chúng ta sẽ không có thờ phượng tại đây. Và chúng ta sẽ có thờ phượng ở tại đâu ạ? Công viên Ruby. Và quý vị và em nhớ nhé, tuần sau quý vị chúng ta sẽ không có thờ phượng tại Hội Thánh. Nhưng mà chúng ta nhớ đến đó là trước 10 giờ để chúng ta đi dọn dẹp và chúng ta còn sắp đặt. Và đúng 10 rưỡi chúng ta có thể thờ phượng được. Nên xin quý vị nhớ cái địa chỉ này. Quý vị ông bà có thể lấy máy hình của chúng ta chụp, hoặc là tôi đã gửi gì Hội Thánh đã gửi cho quý vị ông bà chị em trên mail rồi đó. Quý vị có thể lấy cái địa chỉ đó và chúng ta có thể đi. Ngày 13 tháng 4 đó là huấn luyện chấp sự và nhân sự, và mở cho các quý vị nào có quan tâm. Quý vị ông bà quan trọng lắm. Nếu mà chúng ta biết hành chánh của Hội Thánh sau này chúng ta dễ làm việc lắm. Nên đó khuyến khích quý vị ông bà chị em đi. Và quý vị ơi, thứ bảy tuần sau là ngày họ chót rồi. Thế nên quý vị ông bà ghi danh đi quý vị. Tôi vẫn thấy được mấy người thôi à. Nên bây giờ chúng tôi, nếu mà quý vị có thể được á, thì chúng tôi sẽ chuẩn bị xe và chúng ta sẽ cùng đi chung với nhau. Và chúng ta biết rằng á, chuyến xe báo táp đi bao giờ cũng vui. Ngồi trên xe là 7 chỗ chúng ta sẽ đi cùng nhau. Thế nên quý vị ông bà chăm đăng ký. Tiếp tục chúng ta đó là thông báo tiếp. Rồi trại hè ngày 25 đến ngày 26 tháng 5, chứ còn tháng 4, đó là ở Lakeview. Quý vị ông bà anh chị em cũng đăng ký, tôi đã đăng ký rồi, chắc là còn hình như là mấy người đã đăng ký rồi thì phải. Nên xin chúc quý vị ông bà anh chị em đăng ký. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Dạ, tháng 5. Rồi bây giờ xin mời Hội Thánh chúng ta cùng đứng dậy, chúng ta sẽ cầu nguyện cho lời Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn của ngày, xin tha tội lỗi chúng con
như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch của chúng con. Xin Chúa để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển để thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Tôn kính chân thần nguồn ơn vô đốn, dưới đất chúng sinh cùng bi pháp nhân, trời cao cũng chung cả người và môi. Chúa Cha cùng con Thánh Linh muôn đời. Amen. Xin kính mời mục sư Bùi Trung Ngôn sẽ lên cầu nguyện cho đồ ăn và cầu nguyện chúc phước. Lạy Chúa, chúng con vui mừng vì đã có một thời giờ thờ phượng Chúa phục sinh. Sự phục sinh của Chúa làm thay đổi đời sống của chúng con. Vì sức sống phục sinh của Chúa sẽ sống trong chúng con mỗi ngày để chúng con sống đắc thắng và sống kết quả trên Chúa. Tạ ơn Chúa vì buổi thời giờ thờ phượng thật phước hạnh. Tâm linh chúng con được tươi mới, no đủ bởi lời hằng sống của Ngài. Chúa phục sinh của chúng con, và sau thời giờ này chúng con cùng với quý quan khách, tất cả chúng con cùng sẽ ngồi quanh bàn ăn để có một buổi tiệc mừng Chúa phục sinh. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì có những bàn tay đã chuẩn bị thức ăn với cả tấm lòng yêu thương, tấm lòng trân quý, chuẩn bị những thức ăn ngon để chúng con cùng dùng bữa với nhau. Xin Chúa bổ sức mới lại cho tất cả quý vị nào dành công khó để chuẩn bị thức ăn mà chúng con sẽ cùng nhận lãnh với nhau. Chúa dùng thức ăn và bổ sức mới. Ngài cũng dùng thì giờ chúng con ngồi bên bàn ăn để ban phước cho trong sự thông công trò chuyện với nhau được đại ơn của Ngài. Chúng con hết lòng tạ ơn Chúa. Ở đây, nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời ban tình yêu đời đời của Đức Chúa Cha, ân sủng cứu rỗi diệu kỳ của Chúa Thánh Linh, của Chúa Giêsu đấng đã phục sinh, và sự ở cùng của Chúa Thánh Linh ở với chúng con, ban năng lực chúng con để sống đắc thắng và sống kết quả cho danh của Chúa từ nay cho đến ngày chúng con đón tiếp Chúa Giêsu chúng con tái lâm. Amen. Chúng ta một lần nữa chúng ta được hát bài Chúa sống để ca ngợi đấng đã sống lại và ban sự sống đời đời cho chúng ta. Quý vị cùng đồng dành giờ để